Vâng. 403, rồi ok. Trong bệnh viện đa khoa tỉnh hiện giờ đang rất là khó khăn, cho nên là lãnh đạo công ty làm việc với giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh để làm việc với lãnh đạo công an tỉnh dùng xe phương tiện là phòng cháy chữa cháy để cấp nước cho bệnh viện trong thời gian khó khăn nhất. Trong ngày hôm nay, ban lãnh đạo công ty cùng với tập thể cán bộ nhân viên và các sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở ban ngành trong tỉnh cũng như là thành phố của huyện Phú Hòa tạo điều kiện, và sở ban ngành đã tạo điều kiện công ty là đang cố gắng được khắc phục nhanh nhất.